Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington Đốc. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 10 tháng 10 năm 2021, gồm có phần cuối chương 7 và chương 8 thiền thứ 3. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần cuối chương 7. Quân Pháp đổ bộ, Vĩnh Thụy lưu vong qua phần trình bày của Nam Anh sau đây. Quân đội Pháp đổ bộ, Vĩnh Thụy lưu vong. Ngay sau khi ký xong hiệp định, Võ Nguyên Giáp cùng Vũ Hồng Khanh thân xuống Hải Phòng điều đình với viên tướng Mãn Châu chỉ huy quân đội Trung Hoa tại khu vực ấy để cho chiến hạm Pháp được cập bến. Nhưng vì bộ tham mưu của tướng Lư Hán làm đủ cách khó dễ nên phải đợi mãi đến ngày 18 tháng 3 tướng Valui mới đem được quân rầm rộ kéo lên Hải Phòng. Khuất Duy Tiến đã túc trực sẵn để hướng dẫn vào thủ đô Hà Nội. Sau 12 tháng trời, lá cờ tam tài vắng bóng, biết bao nhiêu đồng bào bị tình nghi thân Pháp đã bỏ mạng về tay Việt Minh. Lá cờ tam tài ấy hôm nay lại ngạo nghễ phất phới tung bay trước viện Radium ở phố Rissot, dinh cao ủy Pháp, Hà Nội. Kiều dân Pháp xô nhau đi đón rước vui mừng, hoan hô nhiệt liệt. Nhưng với nhân dân Việt Nam thì tỏ thái độ hoài nghi, nhìn thời cuộc với cặp mắt lo âu, công phẫn. Để dẹp dư luận quần chúng đương xôn xao phản đối khắp nơi, một mặt Tổng bộ Việt Minh phái cán bộ đi khắp các tỉnh tổ chức meeting để giải thích, một mặt tổ chức ngay một cuộc meeting tại nhà hát lớn Hà Nội vào ngay buổi chiều ngày 7 tháng 3, và chính Hồ Chí Minh cùng Võ Nguyên Giáp đứng lên giải thích trước một đám đông quần chúng thủ đô, dễ bồng bột mà cũng dễ im lìm. Hiệp ước Pháp Hoa đã ấn định rõ ràng thời hạn quân đội Trung Hoa triệt thoái, chậm lắm là đến ngày 31 tháng 3 là cùng. Và trên thực tế, kể từ ngày 25 tháng 3 năm 1946, quân đội Trung Hoa đã không còn giữ nhiệm vụ an ninh trật tự nữa. Nhưng quân đội Trung Hoa vẫn cứ làm tràn, không chịu rút lui, coi như không có hiệp ước Pháp Hoa đã ký kết ngày 28 tháng 2 năm 1946. Ngày 18 tháng 3, ngày quân đội Pháp tiến vào thủ đô Bắc Việt, cũng là ngày mà Hồ Chí Minh đẩy cố vấn Vĩnh Thụy cầm đầu phái đoàn sang Trung Hoa với mục đích gây tình thân thiện Việt Hoa. Vĩnh Thụy tỏ ý không muốn sang Trung Hoa ngay lúc này vì phái đoàn chưa được chính phủ Trung Hoa chính thức đánh điện tiếp nhận, không tỏ được hết mỹ ý và tất nhiên sẽ không có sự tiếp đón trọng thể. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cứ nhất định phái đoàn phải lên đường sang Trung Hoa vào sáng sớm ngày 18, mặc dầu cố vấn Vĩnh Thụy không muốn tham dự phái đoàn cũng không sao. Nhận thấy ông Hồ Chí Minh đã có định kiến gì rồi, nên mới cử cố vấn Vĩnh Thụy sang Trung Hoa một cách vội vàng như vậy. Nay bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách quá nhanh chóng, có sự không hay sẽ xảy đến cho Vĩnh Thụy. Nên vào hồi 23 giờ đêm ngày 17, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tổ thân đến đại lộ Gambetta tìm Vĩnh Thụy, khuyên ông nên đi ngay sớm mai, nếu không sẽ xảy ra nhiều điều đáng tiếc bất ngờ. Sớm sau, Nghiêm Kế Tổ đến đón Vĩnh Thụy cùng với hai nhân viên trong phái đoàn là Nguyễn Công Truyền, Hà Phú Phương, sang Gia Lâm, đã phi cơ đi Côn Minh rồi sang Trùng Khánh. Từ hội nghị Đà Lạt đến hội nghị Fontainebleau, ngày 24 tháng 3 năm 1946, cao ủy Đạc Jean-Dieu
chính thức mời Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kiến trên chiến hạm Emile Bertin đậu tại Vịnh Hạ Long. Cuộc đón tiếp vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất là trọng thể. Tiếp đến, cuộc hội đàm. Về phía Pháp có tướng Leclerc, cao ủy D'Argentier và các cộng sự viên. Bên phía Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngoại trưởng Nguyễn Tường Tam và Hoàng Minh Giám. Để xúc tiến việc thi hành hiệp định, mùng 6 tháng 3, hai bên Pháp và Việt đều đồng ý chọn Đà Lạt làm khung cảnh nơi họp hội nghị. Cuộc họp được trù định khai diễn vào ngày 17 tháng 4 năm 1946. Dự hội nghị Đà Lạt, phái đoàn Việt Nam gồm có Nguyễn Tường Tam, Ngoại trưởng, trưởng phái đoàn, Võ Nguyên Giáp, Vũ Trọng Khánh, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Trịnh Văn Bích, Nguyễn Mạnh Tường, Cù Huy Cận, Nguyễn Văn Huyền và Dương Bạch Mai. Phái đoàn Pháp gồm có Max André, trưởng phái đoàn, Pierre Mesmer, Bousquet, Bourgon, Darcy, Pierre Gourou, B. Léon Pignon, Albert Torel, Nair, Guyenton và Đại tướng Salon. Phiên họp thoạt đầu đã gặp muôn vàn khó khăn, nhất là vấn đề Nam Bộ, một vấn đề nan giải. Phái đoàn Pháp tuyên bố trắng trợn là không đủ thẩm quyền giải quyết vấn đề Nam Bộ. Theo quan niệm của Pháp, thì tình hình Nam Bộ đã được ổn định, một sự đã rồi. Hội nghị Đà Lạt, lập trường đôi bên xa cách nhau một trời một vực, hầu như sắp tan vỡ, thì ở Sài Gòn một chính phủ Nam Kỳ tự trị được thành lập, cử phái đoàn sang Pháp trực tiếp giao thiệp với chính phủ Ba Lê. Một bầu không khí hằng học khó thở đưa vào hội nghị. Kết quả, hội nghị Đà Lạt chấm dứt trong hoài nghi, bi quan, tiền báo bất khả hợp tác. Hai phái đoàn rủ áo ra về với nhận định riêng và thâm ý riêng. Về phía Pháp thì chính phủ Ba Lê hiện đang lũng củng. Hơn nữa, Pháp muốn gây một vài vụ được coi như sự kiện đã rồi, tức như việc thành lập chính phủ Nam Kỳ tự trị, việc chiếm đóng xứ mọi bang mê thuộc, không ngoài ý định nắm uy thế trong việc thương thuyết tương lai. Hội nghị Đà Lạt thất bại, Hà Nội bắt đầu di cư bớt những miệng ăn vô ích và cho phao tin đồn Pháp sắp đánh chiếm Bắc Việt. Cuộc xung đột giữa Pháp và Việt thường xảy ra luôn luôn. Ngày 8 tháng 6, Cộng sản tổ chức biểu tình đòi sáp nhập Nam Bộ, báo chí công kích kịch liệt thực dân Pháp. Ngày 25 tháng 6, Pháp chiếm đóng dinh toàn quyền và sở chính Hà Nội. Cộng sản tổ chức làm reo, bãi công và tẩy chay tiếp tế lương thực cho Pháp ở các tỉnh. Chương 2. Hội nghị Đà Lạt thất bại, tuy vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xúc tiến với đại diện Pháp ở Hà Nội để trù liệu hội nghị ở Ba Lê, bởi ở Ba Lê có đảng Cộng sản bạn giúp đỡ. Người Pháp mới thoát khỏi vòng nô lệ Đức Quốc xã chắc sẽ bênh vực quan điểm của chính phủ Việt Nam. Để chuẩn bị kháng chiến, thu hút một khả năng của mọi tầng lớp nhân dân, chính phủ Hồ Chí Minh đề xướng thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên Việt, bao gồm tất cả các đảng phái, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Trung ương Liên Việt là cụ Huỳnh Thúc Kháng, phó chủ tịch là Tôn Đức Thắng, Cộng sản, bí thư là Cù Huy Cận, Cộng sản, ủy viên là Trần Huy Liệu, Cộng sản, Phạm Ngọc Thạch, Cộng sản, Ngô Tử Hạ, Công giáo, Nguyễn Tường Long, Quốc dân đảng. Cũng như hội nghị trù biệt Đà Lạt, chính phủ cử Ngoại trưởng Nguyễn Tường Tam làm trưởng phái đoàn đi dự hội nghị tại Pháp, nhưng Nguyễn Bộ trưởng đã không đi Pháp mà lánh sang Trung Hoa. Phạm Văn Đồng được cử thay thế làm trưởng phái đoàn. Phái đoàn lên đường sang Pháp vào ngày 28 tháng 5 năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cùng đi với phái đoàn nhưng tuyên bố với tư cách riêng, đặt để rất nhiều kỳ vọng vào đồng chí Torre đương giữ chức phó thủ tướng Pháp. Phái đoàn sang tới Pháp, chính phủ Pháp đã cố
trùng trình rất nhiều ngày giờ, chưa chịu chính thức đón tiếp. Hồ Chí Minh cùng phái đoàn phải chầu trực tới 15 ngày ở Paris. Sau khi cử hành cuộc đón tiếp chính thức, chính phủ Pháp chọn thành phố Fontainebleau làm nơi hội nghị Bale, cách 50 cây số viện cớ Bale đương có cuộc hội nghị hòa bình quốc tế bị ồn ào không tiện. Hội nghị Việt Pháp họp ở Fontainebleau rốt cuộc cũng cùng chung số phận như hội nghị Đà Lạt. Hội nghị tan vỡ, phái đoàn sửa soạn ra về, có người đã xuống mặt say để đáp tàu về nước. Hồ Chí Minh còn cố nán lại ở Ba Lê, giao thiệp với Marius Mute, Tổng trưởng Bộ Pháp Quốc Hải ngoại. Cuộc nói chuyện ngầm ấy đã đem lại một kết quả là vào hồi nửa đêm, 14 tháng 9, ông Hồ Chí Minh đã gõ cửa nhà Marius Mute đòi ký thỏa hiệp án Modus Vivendi gồm hai điều khoản hòng để kéo dài thời gian và giữ thể diện cho có đường về. Sau khi từ biệt Marius Mute ra về khách sạn, ông Hồ Chí Minh đã nói với tên thám tử Pháp: "Tôi vừa ký bản án tử hình. Je viens de signer une condamnation à mort." Phái đoàn Phạm Văn Đồng về đến Việt Nam không còn đàng hoàng như buổi ra đi. Lời giải thích của các cán bộ, tuyên truyền và báo chí của Cộng sản trở nên vô hiệu lực. Những luận điệu Việt Pháp, Việt Mỹ, Việt Hoa thân thiện và Pháp mới, Pháp dân chủ để mơn trớn tự nó sụp đổ, trông thấy. Liên tục chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi chương 8 thiên thứ 3, đoàn kết giai đoạn chấm dứt, Trung ương Quốc dân đảng cải tổ, qua giọng đọc của Đào Trường Phúc. Đoàn kết giai đoạn chấm dứt, Trung ương Quốc dân đảng cải tổ. Chế độ chuyên chính của Cộng sản quốc tế là không cho phép bất cứ một lý tưởng nào khác với lý tưởng của họ được tồn tại. Vấn đề đoàn kết sống chung đối với Cộng sản chỉ là vấn đề giai đoạn. Cơ hội ấy đã đến với Cộng sản bởi vì mật ước Pháp Hoa. Quân đội tiếp phòng Trung Hoa bằng lòng rút lui, nhường cho quân đội Pháp đến thay thế là những người quốc gia đã hết điểm tựa. Lãnh tụ Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, cụ Nguyễn Hải Thần, đã bỏ sang Quảng Tây từ hồi cuối tháng 3. Nguyễn Tường Tam cũng bỏ sang Vân Nam từ cuối tháng 5. Vũ Hồng Khanh cũng rút lui về chiến khu Việt Trì từ thượng tuần tháng 6. Một số cán bộ cao cấp khác vì công tác đặc biệt cũng rút lui về các chiến khu. Bởi lý do trên, vào thượng tuần tháng 7 năm 1946, chiếu nhu cầu đảng vụ, Trung ương Đảng bộ Quốc dân đảng được tổ chức lại, gồm một quyền tổng thư ký và hai ủy viên. Các ủy viên là Phạm Văn Hề, Trị Lý, đại diện đảng giao thiệp với chính quyền, Nguyễn Tiến Hỷ, quyền tổng thư ký Trung ương Đảng bộ. Ngoài ra, các ủy viên khác là Nghiêm Kế Tổ, Chu Bá Phượng, Khái Hưng, Vũ Đình Trí, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Tường Bách, Phan Khôi và Hồng Vân. Đến tháng 9 năm 1946, lại vì có một số trung ủy, người thì bị Cộng sản bắt, người thì lánh ra ngoại quốc, nên Trung ương Quốc dân đảng phải tổ chức thu hẹp, gồm có 7 người. Nguyễn Tiến Hỷ tức Phan Trâm, quyền tổng thư ký, Phạm Văn Hề, Trị Lý, Nguyễn Văn Chấn, kinh tài, Nguyễn Xuân Tùng, tổ chức, Vũ Đình Trí tức Vũ Hoàng, tuyên huấn, Nguyễn Đình Đoá, giao tế, Hoàng Bình, chủ nhiệm văn phòng thường trực tại trụ sở số 83 phố Hoàng Đẫy, Hà Nội. Đến ngày 20 tháng 10 năm 1946, Hồ Chí Minh về tới Hải Phòng, truyền đơn phản đối họ Hồ được giải khắp mọi nơi. Thừa đêm khuya,
Công an Cộng sản đến vây tòa báo Việt Nam ở số 80 phố Quan Thánh. Trong tòa báo đêm ấy, hiện diện có gia đình Khái Hưng, Phan Khôi, Nguyễn Mộng Công, Nguyễn Xuân Tùng, Vũ Đình Trí tức Vũ Hoàng, Hưng Việt, Hồ Lễ cùng một số ấn công. Thấy công an Cộng sản đến vây đòi khám xét, Khái Hưng ra lệnh đóng chặt cửa rồi rút hết lên lầu. Đập phá cửa không được, công an Cộng sản nổ súng bắn lên. Trên lầu tức thời cũng bắn xuống. Bắn nhau suốt 2 tiếng đồng hồ, thì Bộ Nội vụ đem theo ban liên lạc gồm đại biểu Cộng sản và đại biểu Quốc dân đảng tới can thiệp. Hai bên ngừng bắn. Kết quả, công an Cộng sản bị chết và bị thương vài ba người. Bên Quốc dân đảng thì Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Mộng Công bị đạn xước qua ngoài da. Tất cả đều bị mời về nha công an, giữ mất một tuần lễ rồi trả tự do. Nhật báo Việt Nam lại xuất bản như thường lệ. Vụ Ôn Như Hầu. Vì sao lại có vụ Ôn Như Hầu? Nguyên từ hội nghị Fontainebleau thất bại, nửa đêm Hồ Chí Minh đến gõ cửa nhà Marius Mute để ký một tạm ước đầu hàng Pháp. Thì ở Việt Nam, các đảng phái quốc gia càng thấy rõ bộ mặt thật của Việt Minh Cộng sản và phản ứng mãnh liệt. Nhất là Hà Nội và Hải Phòng, các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng phản kháng rất sôi nổi khi nghe tạm ước được ký kết một cách ám muội và nhục nhã. Họ sách động quần chúng học tập các điều khoản bán nước của tạm ước ngày 15 tháng 9 năm 1946 và chuẩn bị lực lượng chờ ngày Hồ Chí Minh về nước để chất vấn và phản đối. Một cao trào chống tạm ước 15 tháng 9 do các đảng phái quốc gia lãnh đạo, nhân đấy phát động mạnh mẽ và lan tràn trong nhân dân, kể cả những người vô đảng phái. Dư luận quần chúng bắt đầu phản ứng về các lời thề long trọng của cụ Hồ khi ra mắt nhân dân trước vườn hoa Ba Đình ngày lễ độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Ngay cả trong hàng ngũ cán bộ của Cộng sản lúc ấy cũng hoang mang, dao động và mất tin tưởng ở lãnh tụ của họ không phải là ít. Thêm vào đó, khi quân đội tàu chưa rút hết thì Pháp đến chiếm ngay phủ toàn quyền, sở tài chính, mà chính phủ Hồ Chí Minh chỉ phản đối lý lẽ bằng cách đình công bãi thị rồi thôi. Do đó, sự công phẫn của nhân dân bộc phát dữ dội. Trước tình trạng ấy, Tổng bộ Cộng sản thấy cần phải đàn áp để dập tắt ngay phong trào này và ngụy tạo ra những vụ án như vụ án Ôn Như Hầu. Mục đích là để, thứ nhất, lấy cớ giới nghiêm mà lùng bắt cho hết các chiến sĩ quốc gia hiện còn ở lại trong nước, đang sách động quần chúng phản đối họ Hồ về tạm ước 15 tháng 9. Thứ hai, đánh lạc hướng quần chúng nhân dân, không để cho họ để tâm chú trọng vào tạm ước 15 tháng 9 vừa ký kết một cách nhục nhã, cùng sự thất bại của phái đoàn Fontainebleau và ngày về sắp tới của Hồ Chí Minh. Vì thế nên mới chọn một trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng, bất cứ trụ sở nào, có đủ điều kiện để thỏa mãn được kế hoạch ngụy tạo của họ sắp đem thi hành. Luôn thể một công đôi việc, áp đảo dư luận quần chúng và đàn áp luôn Việt Nam Quốc dân đảng. Trước khi thực hành ý định, Võ Nguyên Giáp tìm gặp Đại tá Crepin, tạm thời làm đại diện cho Tòa Cao ủy Pháp, để phân trần lý do phải dùng những biện pháp cứng rắn đối với những phần tử phản động, phá hoại sự hợp tác giữa Pháp và Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Võ Nguyên Giáp còn yêu cầu Đại tá Crepin giúp cho một số chuyên viên sử dụng trọng pháo để tấn công các chiến khu của Việt Nam Quốc dân đảng, mà Cộng sản hiện thiếu số chuyên viên ấy. Lời yêu cầu của Võ Nguyên Giáp được Crepin nhiệt liệt tán thành,
hứa sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Pháp yêu cầu. Võ Nguyên Giáp tuyên bố là có một tên công an đến mật báo với Giáp rằng trong khi y bị đặc vụ Việt Nam Quốc dân Đảng bắt giam tại số 7 phố Ôn Như Hầu, tức là Bonifaci, thì y lắng tai nghe trộm được những người công tác trong cơ quan ấy bàn nhau dự định đến ngày 14 tháng 7 là nhân dịp Pháp mời chính phủ chúng ta đến dự lễ duyệt binh, thì Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ đặc phái đoàn quân cảm tử đến hành thích nhân viên chính phủ chúng ta. Và người chỉ huy trong cơ quan Ôn Như Hầu, y thường nghe thấy mọi người đều nhắc đến tên Trí. Thế là Võ Nguyên Giáp quyết định nhắm vào trụ sở số 9 phố Ôn Như Hầu, không cần biết có sự thực hay là không. Căn nhà số 9 phố Ôn Như Hầu lúc ấy là trụ sở của Ban tuyên huấn đệ thất khu Đảng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng từ Nam Ngãi mới thuyên ra đóng trên tầng lầu. Lớp dưới là nơi đang mở một lớp chính trị huấn luyện cho các cán bộ từ các khu đưa về. Nguyên biệt thự số 9 phố Ôn Như Hầu này, trước kia quân đội Nhật Bản chiếm ở, đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, quân đội Trung Hoa lại thay quân đội Nhật ở luôn ở đấy. Kịp khi quân đội Trung Hoa trở về nước, họ trao lại cho Việt Nam Quốc dân Đảng mới từ tháng 5 năm 1946. Trong khi quân đội Trung Hoa ở biệt thự ấy, có một số quân nhân thuộc loại tàu phù bị chết. Chết bằng đủ mọi cách, vì đương đói nay mới được ăn no cho nên bội thực mà lăn ra chết, hoặc chết vì bệnh phù thủng vân vân. Đồng bọn cho đào hố vùi ngay bên hông hay sau những gốc chuối gần ngay cạnh biệt thự. Nhà thầu khoán Nguyễn Duy Hợi là người được trao phó việc sửa sang lại ngôi biệt thự này trước khi dùng làm trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng, có cho chúng tôi biết rằng vài ngày trước khi rút lui, bọn tàu phù còn vùi dập thêm ở ngoài vườn biệt thự một số quân nhân tàu phù mới chết nữa. Cộng sản gian cảnh vụ Ôn Như Hầu. Tối hôm ấy, 12 tháng 7 năm 1946, Sở Quân vụ thành phố Hà Nội họp với Tư lệnh Bộ ra lệnh giới nghiêm toàn thành, rồi lợi dụng thời gian giới nghiêm vắng người qua lại, sai Sở Công an Bắc Bộ xuống nhà thương Bạch Mai và Phủ Doãn, chở một số xác chết vô thừa nhận, đem đến vứt trong trụ sở Ôn Như Hầu của Việt Nam Quốc dân Đảng, đồng thời cho mai phục súng ống đầy đủ chung quanh, rồi bắt đầu mở cuộc đột kích vào. Đầu tiên, bên Việt Nam Quốc dân Đảng chống trả mãnh liệt và không cho họ được tự tiện xâm nhập trụ sở. Cuối cùng, binh sĩ Cộng sản phải dùng đến áp lực súng đạn mới ập vào được. Thế là đang đêm, họ bắt tất cả những người có trách nhiệm tại đó bí mật mang đi. Trong số đó có Phan Kích Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Chữ, Phan Quán, Phạm Văn Thắng, v.v. với một số giấy tờ. Trong số có một số tài liệu quan trọng là chương trình kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 7, Cộng sản cho khai quật các xác chết ngoài vườn lên, xác chôn lâu có và xác mới chôn cũng có, tức là số xác mà Công an Bắc Bộ mới mang tới tối hôm trước. Lập thành biên bản, rồi mời báo chí, đồng bào, cũng như một số người ngoại quốc đến xem để chụp ảnh quay phim, rồi cho trưng bày hình ảnh tại phòng thông tin cho công chúng vào xem, tuyên truyền vu cáo trước dư luận rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã lập riêng nơi số 9 phố Ôn Như Hầu một hắc điếm, chuyên cướp của và bắt cóc giết người, thủ tiêu những thường dân vô tội, và sự thực đã chứng minh. Trong lúc bọn Cộng sản dựng đứng, ngụy tạo vụ Ôn Như Hầu để vu khống Việt Nam Quốc dân Đảng,
thì cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyền Chủ tịch Chính phủ. Cụ Huỳnh hoàn toàn bị bịt mắt nên không hay biết gì cả. Đến lúc họ dàn cảnh xong và tuyên truyền ra mới trình lên cụ Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng thì cụ chỉ còn biết dậm chân la trời. Không ngờ bên Việt Quốc lại có những hành động quá tàn ác như thế. Thế là ngày hôm sau, Cộng sản đệ lên cụ ký một bản văn của Văn phòng Bộ Nội vụ kết tội các hành động khát máu kể trên. Và Phủ Chủ tịch cũng ban hành một quyết định cương quyết trị tội những kẻ đã làm việc phi pháp. Đồng bào ở thủ đô Hà Nội lúc ấy có rất nhiều người biết rõ sự thật câu chuyện vu khống này. Nhưng vì áp lực chính quyền Cộng sản, có ai dám hở môi? Còn những người có tên tuổi, có uy tín của phe quốc gia ở trong chính phủ liên hiệp thì đã xuất ngoại cùng một lúc hoặc trước khi quân đội Trung Hoa rút lui. Những kẻ chậm chân còn ở lại trong nước thì đang tìm cách lẩn tránh để khỏi bị sát hại. Lấy ai đâu mà tẩy vết nhơ để thanh minh sự vụ trước đồng bào, trước lịch sử. Cũng ngày 13 tháng 7 năm 1946, Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho bộ đội địa phương được phép tấn công vào hết thảy các chiến khu Việt Nam Quốc Dân Đảng, trừ trụ sở Trung ương Hà Nội. Rồi thời cuộc biến chuyển nhanh chóng. Đến cuối tháng 12 năm 1946, cuộc hôn phối bất đắc dĩ giữa Pháp và Cộng sản Việt Nam tan rã. Rồi bùng nổ toàn quốc kháng chiến. Thế là mỗi người đi mỗi ngả. Vụ Ôn Như Hầu chìm trong một nghi án của lịch sử. Mãi về sau này, khi cụ Huỳnh Thúc Kháng về ở Quảng Ngãi để lãnh đạo Liên Khu 5 chống Pháp, tức là năm 1947, thỉnh thoảng cũng có đôi người bí mật tỉ tê thuật lại sự thật về vụ Ôn Như Hầu với cụ. Cụ Huỳnh trố mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng chỉ biết chép miệng thở dài, không nói qua một lời. Và cho đến nay, đối với cái chết của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Quảng Ngãi, cũng thêm một nghi án trước lịch sử. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần cuối chương 7 và chương 8, thiền thứ 3. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tới với phần 1 và phần 2 chương 9 và thiền thứ 3 lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị khán thính giả và bổ quyến vạn sự an lành, may mắn và luôn dồi dào sức khỏe. Khi tiếc anh hùng, dòng ngà hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nương non vì hồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công thì cũng
tổ quốc quê hương bao lớp trai lên đường, tình tổ quốc quê hương quỳnh trong bao xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày tan Yên Bái nương non nghỉ buồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê màu vàng pháp trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công, không thành công thì cũng thành nhau, thì cũng thành nhau. Ngàn năm thương thiên những anh hùng thì quân phong thần. Không thành công, không thành công thì cũng thành nhân, thì cũng thành nhân. Ngàn năm thương thiên những anh hùng thì quân phong thần.